Kính chào quý vị và các bạn. Ngày cuối tuần cả nước sẽ đều tăng nhiệt, Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, còn ở khu vực Trung Bộ thì nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Nếu như ngày hôm qua nắng nóng ở khu vực Trung Bộ mới tập trung ở Quảng Nam đến Phú Yên, thì sang đến ngày hôm nay, vùng màu cam đỏ tương ứng với mức nhiệt nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp toàn miền. Nhiệt độ cao nhất trong chiều nay ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh xuống Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa hay là Phan Thiết 35 đến khoảng 36 độ C. Riêng Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt 37 độ C. Nắng nóng mở rộng ở khu vực Trung Bộ là do xuất hiện một vùng áp thấp ở bên phía Lào tạo đà cho hiệu ứng gió phơn hoạt động trở lại ở khu vực Trung Bộ, xua tan mây ẩm, trời nắng mạnh. Ở khu vực Bắc Bộ hôm nay nắng nóng 35-36 độ C cũng xảy ra ở các thành phố Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Hà Giang. Lưu ý là về chiều tối dễ xuất hiện mưa dông nhiệt kèm theo cả sấm sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ hôm nay mưa giảm, trời nóng hơn, nắng nóng xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực miền Đông như thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa, các nơi khác nhiệt độ là 32-34 độ C. Khu vực Tây Nguyên thì có Kon Tum khá nóng 33 độ C, còn Pleiku, Buôn Ma Thuột trời dịu hơn 29 đến 31 độ C. Chiều tối nay thì mưa chỉ còn xảy ra rải rác ở cả hai khu vực. Lượng mưa thì nhỏ, hầu hết là dưới 25 mm, ít khả năng gây ngập úng, nhưng vẫn cần đề phòng với hiện tượng gió giật và sấm sét kèm theo cơn mưa. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt lên, mưa vài nơi, gió khoảng cấp 3, cấp 4. Trong khi đó, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và đêm nay.